Chăn ga gối đệm sông Hồng từ lâu là một thương hiệu nổi tiếng, được nhiều người Việt Nam tin tưởng lựa chọn và đánh giá cao. Các sản phẩm đệm của thương hiệu sông Hồng chinh phục khách hàng bởi thiết kế sang trọng, bền bỉ với thời gian, cùng khả năng kháng khuẩn và chống bám bụi rất tốt. Với sứ mệnh cung cấp giấc ngủ ngon cho hàng triệu khách hàng, đệm sông Hồng mang đến cho không gian phòng ngủ cảm giác ấm cúng và thoải mái, nhưng cũng không kém phần tinh tế. Đệm bông ép thế hệ 3 là sản phẩm mới nhất, được coi là bước đột phá trong ngành sản xuất đệm tại Việt Nam. Sản phẩm hội tụ đầy đủ các tính năng ưu việt về chất lượng, nhằm đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng. Đệm bông ép sông Hồng thế hệ 3 sở hữu những ưu điểm vượt trội. Đệm được làm hoàn toàn từ chất liệu bông tinh khiết kháng khuẩn Natural Fiber, foam cao cấp, vải gấm xốp thu nhập có độ bền cao, độ phẳng tốt, đàn hồi cao, độ mềm vừa phải, giúp người nằm không bị đau nhức, đi vào giấc ngủ êm ái. Sản phẩm hội tụ đầy đủ những tính năng ưu việt của hai dòng sản phẩm trước, đồng thời cải tiến thêm tính năng mới với những chất liệu tốt nhất, giúp người sử dụng thoải mái, dễ chịu ở mọi tư thế nằm. Đệm sông Hồng thế hệ 3 được cấu tạo bởi lõi đệm và vỏ đệm. Trong đó, lõi đệm sử dụng bông tinh khiết kháng khuẩn là chủ đạo và cải tiến thêm lớp foam cao cấp được ép trên dây chuyền Nhật Bản, giúp tăng cường độ đàn hồi, thoáng khí và thấm hút mồ hôi tốt. Đặc biệt, vẫn giữ được độ phẳng tối đa cho toàn bộ mặt đệm, nguyên liệu thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng. Vỏ đệm được cải tiến bằng nguyên liệu gấm xốp thun cao cấp nhập khẩu với nhiều họa tiết độc đáo. Mặt trên của vỏ đệm được trần gòn mút êm ái, tạo kiểu dáng sang trọng. Cạnh vỏ đệm được trần viền chắc chắn với độ bền cao. Đệm sông Hồng thế hệ 3 phù hợp với không gian phòng ngủ cao cấp, đáp ứng đủ tiêu chuẩn cho khách sạn 5 sao và khu resort nghỉ dưỡng cao cấp. Với những ưu điểm tuyệt vời kể trên, đệm bông ép sông Hồng thế hệ 3 không chỉ là lựa chọn cho người lớn tuổi mà còn dành cho những người có da nhạy cảm, người có bệnh về xương khớp, mà thậm chí còn được dùng cho trẻ em đang trong độ tuổi phát triển. Với kiểu dáng gấp hai mảnh, đệm sông Hồng thế hệ 3 rất thoáng khí, có khả năng hút ẩm nhanh nên có thể sử dụng cả 4 mùa trong năm. Sản phẩm dễ dàng tháo lắp để vệ sinh sạch sẽ. Đệm có đa dạng các kích thước theo khổ giường đóng sẵn với độ dày từ 10 đến 25cm. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 5 năm và giao hàng miễn phí tại nội thành Hà Nội. Thông tin chi tiết xin liên hệ Thế giới đệm sang, địa chỉ 903 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội. Hotline 0983 567 548.